đứng lại. Mày biết bố tao là ai không? Bố em nghĩ mãi mới ra cái tên. Bây giờ anh hỏi bố anh thì em chịu. Nè cái thằng này mày đùa tao à? Nhưng mà mày con trai thì mày đeo ví này. Mày đưa xem nào. Mua tiền. Mẹ cái thằng này. Mày đùa tao à? Mày đùa như thằng ăn trộm ăn cướp tao à? Thế cho em xin lỗi. Lần sau ấy, khách này nó để tiền mày đến, khách này nó không nhìn tao để tao chấn nhá. Vâng ạ. Chào mừng đến bình nguyên vô tận.